Nhưng mà có cái vụ này nè mấy em, cái cửa rất là nặng. Thôi mà vô mà kéo coi. Cái cửa xe rất là nặng, không đập vô đùi, nhỏ kia bị bầm luôn, làm tao phải đi massage nó trong khách sạn. Nhưng mà nó là xe chủ tịch. Nó là xe chủ tịch mấy em. Nó đùn chút xíu đi anh sẽ cho tụi em coi cái gì là gọi là chủ tịch. Kim Kha lái xe an toàn. Đứng trước tòa nhà của mình sau 3 năm thành lập, 3 năm xây nó khai trương là 3 năm rồi đó. Nhìn lại vẫn có một chút gì đó rất Việt Nam. Đất nước tôi, quê hương tôi, căn nhà của tôi, xe của tôi và cái cục điện của anh ta. Rất Việt Nam các bạn. Rất Việt Nam nha. Thêm cái này nữa nè. Rất Việt Nam. Nhìn cũng đẹp phết. Rồi, hôm nay á là ngày mà cái xe của Duy á là gara nó trả về. Wow. Nó trị xong bệnh rồi nó trả về. Thì tính tới ngày hôm nay á là khoảng 1.5 tháng. Từ lúc mà cái tai nạn kinh hoàng nó xảy ra trên cầu Rạch Chiếc cũng khoảng giờ tầm này trễ hơn chút. Là cái xe của Duy nó không nằm ở trong gara đó mà nó nằm ở trong bãi. Và nằm ở trong gara của hãng. Mà từ cái bãi mà đi qua gara của hãng là cũng cả một quá trình đấu tranh tuyệt vời. Mà nó sẽ kể thành một cái câu chuyện khá ly kỳ phía sau. 1.5 tháng. 1.5 tháng. 1.5 tháng để các bạn sửa xong cái xe Mercedes hạng sang, nhập khẩu linh kiện 100% từ Đức, trong một cái mùa Covid này. Thì có phải là dữ không các bạn? Các bạn ngẫm có phải dữ không? Đó. Tất cả nè. Wow. Mới cũ nhìn đi. Cái cốp này 75 triệu nè các bạn. Đó. 75 triệu nè. Đó. Rồi đồ gì đây? Nói chung là mấy cái đồ nó thay đó, nó bỏ vô đây. Đó, cái cốp này không 75 triệu nè. Nó nhẹ tinh nè các bạn nè không? Cho mày vô mày gờ thử á, cho mày gờ thử cho biết mùi xe Đức, không cho mày gờ thử luôn. Đó. Thằng này bị chửi nhiều lắm à. Đang quen bồ nó. Đang quen bồ nó. Ô lộng bậy, đang quen con em nó. Nhẹ không, nhẹ không? Đó không? Đó, đây là xài carbon nha các bạn. Còn mấy cái xe dòng thường á, nó làm bằng miếng nhôm. Miếng nhôm, miếng thiếp, miếng mũ gì không biết nữa. Như hình khứa này nè. Chết mẹ bằng mũ ba ơi. Đụng vô cái bể đền tới mẹ nữa. Nè, cái này là cái gì? Xài carbon. Xài carbon. Đó, đèn làm lại. Cái đèn này đi nè. Cái hình cũ ghê lắm mấy bạn. Để hết nguyên nửa con luôn, banh chành hết. Cái này nè các bạn, còn cái chi tiết của cái này á là nó nhập bên Đức về mà chưa có. Để đi một cái shipment cho cái xe của Duy á là nó đi 3 cái shipment. Shipment là gì? Là một cái kiện hàng. Đúng không? Khi mà nó đặt hàng bên Đức về á là đi 3 shipment, cái nào có nó đi trước. Cái nào chưa có đi sau. Đó. Nên ngày hôm nay á là kể như là 99% lót rồi. Nó hỏi anh ơi, còn này tính sao anh? Cái hôm mày gắn mẹ cũ tao vô xài đi mày ơi. Cái nó không có cũ, nó hơi bể chút xíu rồi, nhìn xấu. Cái giờ mày muốn làm sao? Nó thôi giờ để gara mày có em gắn anh. Thôi dẹp mẹ đi, giờ tao chạy mày ơi. Đem giờ tao chạy. Chứ tao nhớ nó lắm rồi. Nó nói thiệt á, không phải anh nhớ nó vì nó 7 tỷ. Không phải. Nhưng mà nó là xe chủ tịch. Nó là xe chủ tịch mấy em. Nó một chút xíu đi anh sẽ cho tụi em coi cái gì là gọi là chủ tịch. Đúng không? Cho tụi em coi cái gì gọi là chủ tịch. Ok. Nhìn cái đích lái chủ tịch rồi đúng không? Đó. Chủ tịch là gì? Nó phải là trân trọng cái thằng ngồi lái. Nó phải bằng những cái hợp kim này nọ, những cái chất liệu nó tuyệt vời, nó đẳng cấp. Chứ không phải chủ tịch là thứ của bắp ráp vô. Nha. Đó. Thêm cái nữa nè. Cái xe này anh thích á. Vì tính năng đơn giản sau đây. Nó gắn liền với tên tuổi của Duy Nguyễn. Biết bao nhiêu con bồ tao nó gọi điện thoại á, nói với anh á, trời ơi thấy con xe của anh em xót quá, anh làm sao làm, phải lấy con mẹt trắng vậy đi. Nó gắn liền với anh rồi. Nó gắn liền với anh. Người ta nhắc tới Duy Nguyễn là nhắc tới Duy Nguyễn Mercedes này nọ mẹt trắng. Còn những cái ngày kia đi trên con mẹt đen, con đó tao mới xúc đi luôn rồi. Xúc là đi khám bệnh nữa đó. Đi trên con mẹt đen á
thì con mạc đen á nó thua mạc trắng ở chỗ là cái gầm nó thấp quá. Cái gầm nó thấp lắm mấy em. Ô mấy con mạc đây nè, con mạc này cái gầm nó có hai chế độ, một là gầm xả thấp hơn mạc đen nữa, còn mà gầm mà nhấn lên á, gầm mà nâng á là nó cao hơn mạc đen. Wow. Như vậy tao mới đi vô trung tâm thương mại được, nó khổ vậy đó. Ở Việt Nam này thì có mấy thằng xây nhà nó đi học mày ơi, anh nói thiệt cái chán dã man luôn á. Đâu mà Việt Nam ở Sài Gòn á, đất thì là chật, người thì đông, ở mà gara người ta phải chui vô hầm đúng không, mà đằng này nó xây hầm mẹ nó xây cho mấy con xe này nè, con này sợ chui cũng được nữa. Nó xây con bên kia kìa, đó con bên kia kìa, đó cái chắn chắn á, hoặc con đậu ngoài đường kìa. Trời đất ơi, nghĩ sao á, hầm á không vô được mấy em, má vô một cái rột, vô một cái rột, mà mỗi lần nó rột cái á là tim mà nó đau nhói đúng không. Mặc dù á Đức á nó cũng nghĩ ra ừ cái gầm xe đó là phải bằng cái kim loại mẹ đắt tiền nhất, cứng nhất gì đó không biết nữa, không sao cả, nhưng mà sốt chứ ba, đúng không, sốt chứ ba. Nên cái kỳ cái con xe này nó bị ấy nè, anh cũng rất là lo lắng, không biết cái gầm nó có bị gì không. Cái gầm á, nếu mà nó tông từ phía sau tới mẹ, nó làm cho cong cái gầm mình lên là thấy mẹ luôn chứ có giỡn đâu. Đó, mấy em nghĩ coi, anh là chủ tịch đúng không, mà bây giờ anh đi mua sắm, anh làm giàu cho nước nhà, mà anh phải đậu xe ở chỗ này, xong anh đội mưa, anh cầm cái dù này nè mấy em. Hơn là trong mẹ nó có cái dù, đúng không. Đó, trong mẹ bây giờ cũng có dù, anh cầm cái dù này anh đi vậy nè, như mấy đứa sinh viên á, thấy tức không mấy em. Đó, còn cái dù như con mẹt này á, thì á anh chui thẳng xuống hầm luôn. Đó, anh thích nó cái điểm đó. Xe chỉ là phương tiện thôi các bạn. Wow. Không lạ gì ghê gớm hết. Còn cái hành trình này nó còn cái vụ mà tiền nông nữa nha. Tiền nông là video khác. Còn cái video này á là Duy thông báo là xe Duy đó về. Bằng một nỗ lực tuyệt vời á là Duy lobby tất cả mọi đường luôn, đúng không? Tiền nông thành vấn đề. Nó mấy em muốn đi sửa xe đó, mấy em phải đọc trước câu tiền nông thành vấn đề thì nó mới đặt hàng liền. Không á nó kêu thôi mẹ thằng này nhìn bần quá, không biết nó có tiền trả không. Ê, cho chỉ tiền trước đi đặt hàng, đúng không? Mà anh nói cho em nghe nha, em đặt mẹt nó còn nhanh nữa. Tại sao? Tại mẹt ở Việt Nam nó mạnh, mẹt ở Việt Nam nó lobby mạnh, hệ thống nó mạnh, nói chung là cái quan hệ nó làm ăn của đối tác rất là tốt nên nó mới nhanh. Còn hả, em đặt mấy hãng khác thì nó lâu hơn, nên có xe 6-7 tháng là chuyện bình thường đó. Cái đó là có một là nó cù nhây với bảo hiểm, mày em trả tiền, mày không đền tao tao méo làm. Bây giờ mày đền không? Thôi từ đền về sếp ký. Sếp ký không? Ủa sếp đi nhậu rồi. Rồi sếp nhậu rồi, chừng này sếp phó ký, sếp phó đi công tác rồi, 3 tháng chưa ký nữa. Thì cái xe đó nó giam hoài. Còn bây giờ anh dẹp bảo hiểm đi. Đó mày đợi được, đợi được biến mẹ đi. Xe của tao. Đó. Anh gắt lắm em. Nên anh làm gì làm, giải quyết cái xe ra trước, lấy xe về sửa. Mọi chuyện râu ria cắm lợn từ anh tính. Ví dụ như ai mà chơi với mình công bằng đẹp á thì mình ghi nhận. Còn ai với chơi với mình mà kể như là mà nó có gì đó mà nó hơi ấy chút xíu, phản ánh cho anh em tao biết tao né nha. Wow. À, tất nhiên đừng hỏi anh hãng bảo hiểm là hãng nào, tới giờ này chưa nói. Giờ coi nè, giữa cái mới cái cũ có khác nhau gì không? Thằng nào nói mất xin gì đó? Có em làm mất xin đúng không? Nói chung á anh con không có khen cái thằng mẹt nó sửa hay sửa giỏi, mày sửa dở tao đam mày chết luôn. Đó, nhưng mà đây là khách quan. Nó mà nhìn coi. Màu sơn có tẹp không? Đó. Vuốt đường từ trước đằng sau coi. Nghe ghê không? Đó. Vuốt đường từ sau ra trước coi. Đó. Nè cái chỗ này nó bị móp nè, bây giờ nó làm mày nhìn nó giống móp không? Cái chỗ này ngày trước nguy hiểm lắm em. Cái chỗ này á, nếu mà không sửa được là thay nguyên lớp áo, không có cắt đâu đây nè. Đó, xong nó làm lại trang. Nói chung á là trong cái hướng dẫn của thằng Mercedes nó chỉ, nếu mà trường hợp ông bị tai nạn mà phần này nặng quá thì cách sửa là sao, nó có hết à ba, đúng không? Đó, nên với em nhìn coi, tự nhận xét đi. Đèn nè, đèn này đèn cũ nè, đèn ở đây cũ nè, đèn ở đây mới nè. Ủa sao nhìn giống nhau mày, cái này sáng hơn chút không? Rồi tính năng đúng không, mình mở lên coi xi nhan nó có cháy không mày. Rồi vô một cái mở cửa, không có gì đâu. Không, xe chủ tịch là ghế nó phải như vậy mấy em. Chúc mình review xe chủ tịch sao, xe chủ tịch là ghế nó phải như vậy. Còn mà bây giờ nói về chủ tịch á thì đúng không, xe chủ tịch đó là ngồi rồi nó phải oai phong lẫm liệt, rộng rãi ngồi như vậy đúng không. Mình bước xuống nè mấy em, để động tác nhỏ nữa không. Ví dụ bây giờ mình là chủ tịch đúng không, bây giờ ra cái độ chủ tịch nè, mình đi xe đúng không, đàn em nó mở cửa cho mình đúng không, em bước cái xe vô như vậy em thấy thoải mái hơn hay là em dày em thấy thoải mái hơn?
Sao? Không. Lại lại nha. Vậy nha. Vô. Đó. Rồi bước ra. Bụp. Vậy á, hoài không? Hay là phải đi ra, bước lên giày. Rồi cái này là cái đồ người ta tặng anh. Cái đồ người ta tặng anh nha. Đầu tiên là đi rửa xe xong làm quen rồi tối hẹn hò gì đó rồi giày. không biết người tặng có ý đồ gì anh không biết. Rồi đây mở xi nhan lên. Rồi sáng không? Ngon lành mà. Rồi thử đá cái coi lên không? Lên mà. Lên. Nói chung là điện tử là ổn rồi đó. Xuống rồi. Được. Đèn ok. Đồng màu. Phong thái chủ tịch. Nguy hiểm nhất là phần này nha. Nó lại nguy hiểm nhất là phần này. Sẵn tiện còn vài shot cuối vô review nội thất cho tụi em coi. Cho tụi em coi xe chủ tịch. Nói chung á, cái mẹt nó có hai loại chủ tịch. Chủ tịch trẻ trâu nhanh là chủ tịch ngồi lái. Còn chủ tịch mà già nua đó là chủ tịch Maybach. Yes. Y chang nhau à. Nên thằng nào trên livestream tao anh hỏi anh ơi chừng nào nâng cấp lên Maybach rồi tao lóc thấy mẹ luôn á. Cứ comment chứng tay gai mắt bà. Cái tội ngu thôi chứ có tội gì trên trội đó. Nè, ví dụ bây giờ nè, xe của anh nè mà nhìn nè, ghế nè. Cái xe anh nó có được cái cảm giác lái Maybach không có. Cái ghế ngồi đó, hai cái xích, một cái xích cho trai, một xích cho gái bên kia. Thì mà đem cái đằng sau thì nó là Maybach. Wow. Nhưng mà khác nhau thêm một điểm đó là cái thằng sau của thì nó ngồi nó có cái bàn rượu. Nó có cái tủ lạnh. Đúng không? Để chi? Để ký hợp đồng để làm việc rồi đó. Nó có cái đồ để cho một thằng giám đốc làm việc. Và cái khuôn đằng sau á nó rộng để cho phải chân nằm ngủ nghỉ. Đó là Maybach. Và thằng ở đằng trước á thì tất cả những tinh hoa nó dành cho thằng trước. Thằng trước nó thiên về gọi là cảm giác lái và cái ghế trước, thằng Maybach là ghế sau. Cả hai dòng xe này đều là dòng xe chủ tịch nha mấy em. Đó, tại vì anh không thích nói chữ chủ tịch, anh không thích nói chữ chủ tịch, anh thích nói chữ boss thôi. Anh dân miền Nam nói chữ boss nghe nó dễ thương hơn. Nhưng mà tại vì hôm nay cái chữ chủ tịch đó, President nó có nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Nên thôi kệ nó, mình phải theo người ta nha. Rồi, phim kích nhiệt nè, tụi em nhìn thấy không? Đây. Thấy không? Cái thằng nào mới bắt trước làm này nè mấy em. Anh nhớ trong dòng xe có thằng nào nó mới bắt trước làm này mà nó làm như một cái công trình phát triển vĩ đại lắm, giống như cái gì đó ghê gớm lắm. Mày cửa sổ trời có đâu ghê. Đúng không? Chị nói rất là bình thường này, cửa sổ trời của anh nè. Nè, ở trong đây nè. Ở trong đây là cái cửa sổ trời nó đang đóng. Còn không á em mở cửa sổ trời cho nó ra thì cái này thành tấm kính. Đúng không? Em nhìn được cái cảm giác này thôi, nhưng mà xe cúp á, cửa sổ trời nó không có lùa. Bụi lắm ông ơi. Bụi hư hết hàng vàng da người ta đó. Da này xịn nha ba. Nội thất của mẹt là thôi khỏi cãi rồi. Đó, chủ tịch vô ngồi. Tất nhiên là xe của anh nó có rất nhiều tính năng thông minh. Mà anh không có lẽ giờ bị nói là mẹt thông minh. Thì thằng mẹt không thông minh sao nó là mẹt. Nhưng mà có cái vụ này nè mấy em, cái cửa rất là nặng. Nên mà vô mà kéo coi. Cái cửa xe rất là nặng, không đập vô đùi nhỏ kia bị bầm luôn làm tao phải đi massage đó trong khách sạn. Đúng không? Nặng lắm. Ví dụ như cái cửa này vậy nha. Nhưng mà ví dụ như anh đậu trên dốc á, dốc nghiêng á, là thằng kia nó mở thì không nổi đâu, con gái nó mở không nổi. Không cách nào mà mở nổi, nó nặng lắm. Ủa nên nó dùng chân nó đạp vô luôn này ba. Đó, nó đạp vô miếng da tao, trời má ơi, dơ da. Dơ da. Đó. Hiểu chưa? Cửa rất là nặng. Còn mấy cửa dòng mẹt khác nó yếu lắm, nó bình thường. Bởi vì đó là cúp. Còn có mấy thằng đầu đất á, ở nhà trọ chết mẹ luôn, tối ngày lên chém mẹt. Cứ nhìn vô S400 của anh này có 3 tỷ mấy hả anh? Ờ đủ, mày 3 tỷ mấy. Mà nhìn cái đít là đít lòi nha con. Mà kiếm cái thằng đó S500 mà đít lõm còn không bằng tao nữa chứ mày xạo. Ở Việt Nam mày nó có dạng chậu. Là nó nghèo thấy mẹ luôn à, mà tối ngày nó nổ về xe hơi đó mấy em. Đó, cái dạng đó đó nó nhiều lắm. Còn này là nắp bình xăng. Ok chưa? Thôi nói chung tụi em cứ nhìn dòng tổng thể đi, xe của anh nó giống như mới chưa? Và đây là nhà của anh. Mày chạy ghê, mày chạy ghê thì phải. Đó thấy không, thấy không, thấy không, con này giữ, chạy giữ. Sếp ơi. Cái gì? Review phục nhúng sao được không sếp? Phục nhúng mẹt hả? Không có. Cái này ghế sao không nhúng được. Đó. Mày có quanh kia quay không? Nhà không? Xe này đứng kế với xe chủ tịch con. Thằng này là cái thằng nữa không á? Thằng chủ tịch con của em. Thằng chủ tịch con nè, nó dán đề can, đồ từ lưa, hộp dưa hết ghê lắm. Ngày nào nó cũng đậu xe chỗ này của anh hết.
Ôi, nói tóm lại á, có con xe này chạy á thì nó quen rồi mấy em, nó quen rồi. Anh chạy con xe này nó quen rồi, qua con mẹt E250 của anh chạy như xe bò á. Thứ nhất nó ồn, nó ồn lắm, đúng không? Còn cái vụ xe này của anh mẹ em đóng cửa rồi, con nhỏ trong nó rên la thảm thiết cỡ nào ngoài cũng nghe lắm. Nghe thiệt luôn, nó cách âm siêu tốt luôn mà chạy nó êm như nhung vậy đó. Nó chạy nó êm, nó đã lắm. Nó đúng là chủ tịch tận hưởng mà, đúng không? Còn con E của anh nó chạy rập 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 rập. Trời đất ơi, chạy mẹ ơi. Con E250 á, con đó chạy nó hơi sốc. Nên chạy con này quen nên nó cái người ta nói rằng tên tuổi của anh nó gắn liền với con mẹt trắng. Bởi vậy ngày hôm nay mặc đồ trắng luôn. Thấy sự trùng hợp à? Đó, mẹt trắng, mặc đồ trắng, thành anh Di, bạch mã sói ca. Rồi thêm một cái nữa muốn chia sẻ mấy em. Cái xe đó mà cái đèn nó quan trọng cực kỳ nha. Cái đèn xe đó mấy em, cái đèn xe nó quan trọng cực kỳ, mẹ đèn mất khí rồi thôi luôn. Chú nói thiệt á, cái xe tụi em á, nhìn á, ngoại thất á, mà nhắc tới cặp đèn mà nó xấu một cái rồi thôi rồi. Bởi vì em nhìn xa xa là biết đèn mẹt rồi. Nó không chạy được khỏi nè, đèn mẹt, đèn BMW, đèn Audi nè, nhìn là biết liền. Nhìn là biết liền. Nó, còn đèn kia nhìn cũng biết nữa. Nè, tinh hoa của mẹt nè, nhìn đèn trước nè. Ủa sao có xe mày tự nhiên nổ mày? Khứa. Mày ngứa hả? Đó. Thấy giống anh mắc người tình không? Thấy giống mắc người tình không? Ê, tao vô trong tao bẻ lái cái đèn liếc cho coi nè. Chơi không? Nè, cái đèn liếc nè. Trời ơi, cái cảm giác giống 2-3 năm về trước, có lúc mới đi lấy xe là lái nó im gì đâu á mày ơi. À, nói chung á, dạ cũng như nhau, cái này mềm hơn. Nói chung á, tóm lại á thì cái tay nghề thằng mẹt này xịn á, mấy em đồng ý anh không? Nó sửa nhưng mà không sửa rồi đó, nó thay đồ mà cái phần thay thì không nói, thay lắp ốc dẫn vô thôi. Ngoài cái vấn đề tiền ra thì không có chơi gì mẹt hết á. Nó mới bầu cho nước hoa trong đây nữa nè, 3 triệu. Nó ngoài bán có 2 triệu thôi má, nó bán mình 3 triệu, nó về nước hoa hết rồi. Nó bầu ghê lắm, tiền công sửa cái này hả, thôi xỉu luôn. Bây giờ mày nghĩ coi, tao thay con mẹt E đó có 80 mấy triệu thôi, hết nhiêu tiền công? Ủa mà cái con mẹt này 300 triệu thì nhiêu tiền công? Ủa má, tao nói thiệt, cái cú này á mà sướng nhất á, mà giàu nhất, mà lợi nhất á là Mercedes. Làm mẹ xe đi, bởi vì đó tao bay á, thôi mẹ yếu tiền đừng chơi với mẹ kệ mẹ đi, thôi đừng chơi nó. Đó là anh nói thật lòng luôn á. Nó yếu tiền chơi này nè. Trả góp đồ này nọ rồi được hỗ trợ đồ và bãi đồ xe đồ các kiểu đồ. Chứ thôi thằng này thốn lắm em. Thằng này thốn lắm. Nếu mà đậu xe như là bị phạm luật nha. Từ đây ra đây nè, 25 nè. Thôi được rồi mấy em, thôi nghỉ đi. Anh thông báo lụm xe vậy rồi, mốt đừng hỏi xe mẹ tao đâu nữa nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.